Bị cua cắp chim. Tắm nhanh rồi chị em mình đi kiếm ăn nhé. Đúng rồi, chúng ta trú ngụ ở đây đã lâu, tôm cá cua ốc cũng giận cạn rồi, phải kiếm hồ nước khác thôi. Phải đấy, đợi cho chúng sinh sôi nảy nở chúng ta sẽ quay lại. Đúng là lũ ngốc, ở đây còn đầy thức ăn, phải lặn lội đi đâu cho vất vả. Mà các người cứ đi đi, mình ta ở đây càng no bụng. Anh ơi, anh không đi với chúng tôi à? Các anh các chị cứ đi trước đi, tôi đau bụng quá, nghỉ một lát đã, có gì tôi đi sau. Vậy thì anh nghỉ ngơi đi nhé, chúng tôi sang kiếm ăn ở hồ khu rừng bên cạnh, rồi anh qua đó nhé. Được rồi, được rồi. Đừng bơi quá gần bờ hoặc quá gần mặt nước, cẩn thận với bọn séo đấy. Cứ yên tâm đi, bọn séo đã bay đi từ hôm qua rồi. Sao cậu biết? À, hôm qua tôi tình cờ nghe được câu chuyện của chúng khi bơi gần mặt nước để sưởi nắng. Hay quá, thế thì hôm nay chúng ta tha hồ sưởi nắng rồi. Này, đứng lại, tôi có một chuyện rất hệ trọng muốn nói với các bạn. Hôm qua tôi cùng những người anh em của tôi đi chơi xa, thấy có một cái hồ rộng và đẹp lắm ở cánh rừng bên kia kìa. Cái hồ đó thì dính dáng gì đến chúng tôi? Thì cứ để tôi nói hết nào. Trên đường đi, tôi nghe thấy mấy người thợ săn nói với nhau là vài bữa nữa họ sẽ tát cạn cái hồ này để bắt hết cá. Tôi lo quá. Mấy người kia họ nói thật đấy. Nếu các bạn chết hết thì tôi biết sống với ai? Phải rời khỏi hồ này ngay thôi. Những người thợ săn sẽ tát cạn cái hồ này trong nay mai đấy. Thật không? Cậu nghe tin nó ở đâu vậy? Là séo nói cho mình biết. Nhỡ nó lừa mình thì sao? Không đâu, nó đã khóc rất thảm thiết vì nghĩ đến cảnh chúng ta bị bắt hết. Thế có cách nào không? Để hỏi séo xem. Hay là chúng ta nhờ séo đưa sang cái hồ bên kia, như thế chúng ta sẽ thoát, không bị bắt nữa. Ồ, được đấy, ý kiến rất hay. Vậy ngày mai chúng ta sẽ lên nhờ séo. Anh Séo ơi, bây giờ nhờ anh đưa chúng tôi qua hồ bên kia được không? Sau này chúng tôi nhất định sẽ đền ơn cứu mạng. Không cần phải nhắc chuyện đền ơn. Bây giờ thế này nhé, mỗi lần tôi sẽ đưa vài bạn đi, lần lượt, như thế vài ngày, thế nào cũng đưa hết các bạn sang hồ bên kia. Tốt quá, cảm ơn anh. Vậy bắt đầu hành trình thôi. Được, được, tôi sẽ đi ngay đây. Chà chà, cuối cùng nhiệm vụ đưa đàn cá tránh nạn cũng đã xong. Mía ngọt phải đánh cả cụm, mình không thể bỏ qua nguồn thức ăn dồi dào ở cái hồ đó được. Họ sắp tát cạn cái hồ này rồi, anh nên bảo họ hàng nhà anh đi tìm nơi cư trú mới đi. Cái lão séo béo này nổi tiếng tham ăn và gian ác, sao giờ lại tốt bụng thế không biết. Hẳn là hắn đang có âm mưu gì đây, phải cẩn thận mới được. Nếu anh muốn, tôi có thể đưa anh và họ hàng nhà anh tới hồ bên kia khu rừng. Vậy anh đưa tôi đi trước thám thính, xem hồ nước đó như thế nào, rồi tối tôi sẽ báo cho họ hàng nhà tôi. Để anh hít thở thoải mái khi bay, tôi sẽ ôm vào cổ anh cho tiện. Thôi thế cũng được. Chẳng thấy cái hồ to đẹp đâu cả. Lão séo béo định lừa phỉnh mình sao? Này cua, mày có nhìn thấy đống xương của lũ cá ngu ngốc kia không? Bây giờ đến lượt mày rồi đấy. Ta nhìn thấy rồi, nhưng ngươi có biết đôi càng sắc nhọn của ta đang kẹp chặt nơi yết hầu của ngươi không? Ây chết, anh cua, tôi chỉ đùa thôi mà, tôi đâu dám lếu láo với anh như thế. Được rồi, vậy hãy mau đưa ta về chỗ cũ.
dạ, dạ, tôi sẽ đưa anh về ngay. Thôi, mẹ vào nhà đi, con đi đây. Tháng sau con lại về thăm mẹ ạ. Con nhớ về thăm mẹ thường xuyên nhé. Trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe để học tập cho tốt nghe con. À, đợi mẹ chút. Con cầm lấy. Đây là cá bống kho tiêu, món mà con thích ăn nhất. Con mang lên đó mà ăn. Chỗ này cũng ăn được mấy hôm đấy. Vâng, con nhớ rồi. Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe. Con sẽ gọi điện thường xuyên cho mẹ. Thôi, con đi kẻo muộn. Này, hôm nay định ăn gì đây? Ăn gì chẳng được. Mày đi chợ đi, mua cái gì nấu cho nhanh còn học bài. Cuối kỳ rồi, bài vở còn nhiều lắm đấy. Ôi, giá như giờ có được nồi cá bống kho tiêu của mẹ cậu ở đây thì hay biết mấy nhỉ. Mẹ cậu nấu món ấy ngon tuyệt. Tuần này thi xong, mình sẽ về quê. Lâu rồi không về, chắc mẹ nhớ mình lắm. Cậu đi đâu thế? Thì về quê chứ còn đi đâu nữa. Ô hay, cái thằng này, bạn bè thế đấy. Hôm nay sinh nhật mình mà cậu cũng quên được nhỉ? Ôi, thôi chết, mình xin lỗi, mình quên mất. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Không có sinh nhật Xuân đâu nhé. Tối nay là phải đi cùng với cả bọn. Chúng mình sẽ làm một trận tưng bừng. Mình đang định về quê. Ôi dào, về quê thì bao giờ về chả được. Tuần này không về thì tuần sau. Chứ sinh nhật mình một năm mới có một lần. Thôi, không về nữa. Đi ra chợ với mình mua ít đồ rồi tối đi tụ tập. Ờ, thì đi. Để tuần sau mình về cũng được. Anh Tùng, đi, đi với em. Sao? Đi đâu? Anh đang định về quê đây. Anh chở em đi một tí. Mọi người đi đều có đôi có cặp hết. Em đi một mình ngại lắm. Mà hội chợ này một năm mới có một lần. Chưa có phải ngày nào cũng diễn ra đâu. Đi, đi với em. Ơ, tưởng cậu về quê rồi chứ. Ờ, thì mình cũng định về. Nhưng đến lúc sờ tay vào túi thì mới biết hết tiền, nên mình đành ở lại. Cậu tiêu gì mà nhanh thế? Mới đầu tháng được mẹ gửi tiền lên mà. Thì 2 tuần trước sinh nhật thằng Hoàng, tuần trước thì đi hội chợ với cái Mai. Mình là con trai, đến đó chẳng lẽ lại để con gái trả tiền. Thế nên giờ mới ra nông nổi này. Mình cũng hết tiền rồi, không thì cũng đưa cho cậu về quê. Mấy tuần rồi, chắc mẹ cậu ở nhà buồn lắm đấy. Alo, ôi mẹ hả? Ừ, mẹ đây. Lâu rồi không thấy con về. Mẹ sốt ruột nên ra bưu điện xã gọi điện thoại cho con. Dạ, dạo này con bận quá nên... Ừ, mẹ hiểu. Mẹ lo nên mẹ gọi thôi. Thấy con khỏe mạnh thế này là mẹ mừng rồi. Bao giờ thi xong thì về con nhé. Vâng ạ. Thôi, mẹ cúp máy đây. Nhiều người đang xếp hàng đằng sau. Lúc khác mẹ gọi con sau nhé. Chắc mẹ đang nhớ mình nhiều lắm. Tùng ơi, có người gọi cháu này. Cái gì thế? Mẹ mình từ trước tới nay có bao giờ gửi quà kiểu thế này đâu nhỉ? Cậu mở ra xem nào. Tùng con, mấy tháng rồi con không về. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ biết trên đó còn thiếu thốn nhiều. Mẹ gửi cho con 2 triệu để con lo cho việc học. À, mẹ còn kho một nồi cá bống mà con thích, rồi nhờ chị Lan nhà bên gửi cho con. Con ăn ngon nhé. Lúc nào thi xong được nghỉ hè thì về với mẹ. Mẹ nhớ con nhiều. Nhất định tháng sau con sẽ về với mẹ. Thôi nào,
đằng nào tháng sau cậu trả về với mẹ. Tắc đường thế này, không biết bao giờ mới về đến nhà. Giờ cao điểm mà, ông chịu khó một chút thôi. Qua ngã tư này, đường lại thoáng ngay ấy mà. Đường thoáng rồi đấy, ông không lo về muộn nữa nhé. Phiền anh đi nhanh một chút, hình như trời cũng sắp mưa đấy. Vâng. Sao thế? Sao lại dừng ở đây? Ông cho tôi xin 2 phút thôi. Cái anh này. Cảm ơn ông, chúng ta đi tiếp nào. Anh dừng xe giữa đường chỉ để cho một người ăn xin tiền ư? Anh vẫn làm thế khi gặp bất kỳ người ăn xin nào à? Cũng không hẳn, chỉ những lúc tôi có sẵn tiền lẻ và không quá vội. Tôi thấy tò mò vì trong xã hội này, người giàu tuy nhiều, nhưng... Ông nói đúng, người giàu tuy nhiều, nhưng những người đồng cảm với nhau thì rất ít. Ý anh là... Tôi không hiểu. Anh có thể giải thích cho tôi được không? Chuyện nó cũng hơi dài. Không sao, đường về nhà tôi vẫn còn dài. Anh kể đi. Tôi từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không có gia đình, cũng không biết ba mẹ mình là ai. Chỉ biết cho tới khi lớn lên, tôi đã gọi một người đàn bà bị tâm thần là mẹ. Nghe hàng xóm kể rằng, ngày đó khi mẹ nhặt tôi về nuôi, tôi gầy guộc đen đúa như con mèo hang. Mẹ mang tôi theo, lê la ăn xin khắp nơi. Cũng nhờ cái nghề xin ăn thiên hạ của mẹ mà tôi được như ngày hôm nay. Tôi sống với mẹ như người thân ruột thịt duy nhất trong đời mình gần 16 năm. Khi tôi trưởng thành, tôi đã có thể kiếm tiền nuôi mẹ và không cho mẹ đi xin ăn nữa. Nhưng bệnh của mẹ tôi ngày càng nặng. Mẹ ơi! Mẹ! Con mua bánh mẹ thích đây này! Bà thường trốn nhà đi, có khi 3 ngày mới về. Một hôm khi đi làm về, tôi không thấy mẹ ở nhà. Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tôi đã đi khắp mọi nơi, nhưng không sao tìm thấy mẹ. Bao nhiêu năm qua, tôi không chuyển chỗ ở. Hy vọng một ngày nào đó, mẹ lại trở về. Thật, thật đáng tiếc. Tôi đối xử tốt với những người ăn xin, là mong người khác cũng sẽ đối xử tốt với mẹ, một người mẹ tâm thần đã cả đời vì tôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!